bạn đâu vứt đấy rồi, bỏ vứt đi nào. Ui, nặng quá. Wow. Wow. Rụng, quá. Rụng. Nó ấy, nó chín rồi. Già rồi. Có đậm đà không phải ăn. Đây các bác nhìn thế này, còn bóng bên này. To chưa? Thế mà nếu kéo mà giữ được vậy. Thì gây to ạ. Cắt và giữ luôn trái xoài nha các bác nhé, cả một chùm luôn ạ. Tí nữa thì sẽ cho các bác xem cái đường kính mà có thể cắt được ạ. Một chùm. Tiếp tục nào. Ngọc Anh Hồ xin gửi các bác một cái lời chào trân trọng nhất. Hiện tại thì bây giờ đang là mùa thu hoạch hoa quả ở ngoài Bắc. Ở trong Nam thì em thấy các bác cũng thu hoạch rất là nhiều. Thì hôm nay sẽ giới thiệu và test thử cho các bác về ba mẫu kéo cắt cành trên cao với thương hiệu đến từ Hồng Giang. Các bác nhìn này, của Đài Loan nhé các bác nhé. Hàng này là xin giới thiệu và khẳng định với các bác luôn một điều ngay từ đầu video. Đây là mẫu kéo đến từ Đài Loan nhé các bác nhé. Đấy. Chất liệu là bằng hợp kim. Thì ở đây em có để thêm một cây kéo cũ nữa, thì để tí nữa tiện so sánh cho các bác về cái mẫu kéo cũ và mẫu kéo cải tiến nhất bây giờ. Ở đây thì sẽ giới thiệu cho các bác về ba kích cỡ, ba size. Size 3m, 4m và 5m này các bác này. Nó sẽ có sự khác biệt về chiều dài. Còn toàn thể cái cấu tạo, cái chất liệu đều như nhau nhé các bác nhé. Và mỗi một chiếc kéo như này thì sẽ kèm theo một chiếc cưa. Đây là một cái phụ kiện đi kèm của các bác. Đấy, các bác quan sát này, xa hơn một xíu các bác nhìn thấy cái chiều dài của ba cây kéo thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Đây là cây 3 mét này các bác này. Cây 3 mét này cái chiều dài mà chưa rút ra của nó sẽ là 1m4 thôi các bác nhé. 1m4. Cây 4 mét sẽ là 1m8 và cây 5 mét sẽ là 2m3. Đấy, có ba kích cỡ cho các bác lựa chọn. Thế nhưng mà các bác lựa chọn làm sao cho mình một cái cây nó phù hợp nhất. Ví dụ như nó càng dài thì trọng lượng của nó càng lớn. Và khi mà các bác cắt thì nó sẽ có độ nặng chịu hơn. Đấy, còn cây khỏe nhất đó là cây 3 mét ở bên trong cùng này. Đấy, mặc dù nó 3 mét và cộng thêm cái chiều dài của mình đưa lên phải được 1 mét rưỡi nữa là 4 mét rưỡi. Thì cây này các bác có thể cắt được những trái mà có độ cao rơi vào khoảng 4 mét rưỡi nhé bác nhé. Đây là cây 4 mét. 4 mét thì cũng phải được 5 mét rưỡi. Và cây 5 mét này thì cũng phải được 6 mét, 6 mét rưỡi các bác nhé. Với những cái cải tiến này mà các bác cần hơn ở đây. Các bác sẽ nhìn thấy những cải tiến mới nhất này. Đó là phần lưỡi kéo. Đằng nào cũng sẽ lấy một cây ra để test thử. Đấy, cây 4 mét nhé các bác nhé. Đấy, vì chiều dài cần thiết cho cái cây xoài mà em sẽ test thử trong video này. Tầm 4 mét thì em sẽ lấy luôn cây 4 mét ra này. Đây các bác nhìn này. Phần lưỡi sẽ chia thành hai phần. Một phần lưỡi kẹp để giữ hoa quả không bị rơi. Mà và một phần lưỡi đây là lưỡi cắt liên kết để hoa quả sẽ rời cành ra. Thì các bác nhìn thấy nhé. Đây là mẫu kéo cũ. Đấy, hàng liên doanh. Thì nó chỉ có một cái đường, đây gọi là gì nhỉ? Cái lưỡi kéo này nó chỉ tầm 5 phân thôi. Còn lưỡi kéo cải tiến nhất hàng Đài bây giờ nó lên đến 7 phân các bác nhé. Chiều dài của kéo to thì nó sẽ há ra. Để em sẽ cho há ra cho dễ. Thì các bác nhìn thấy này, khi mà nó há, cái đường há của nó sẽ rộng hơn rất nhiều. Đấy, nó sẽ cắt cho các bác những cái đường kính mà nó lớn hơn. Đấy, các bác có thể cắt những cành cây to hơn nhé. Và lưu ý khi mà các bác muốn cắt được cành cây thì ví dụ nha, các bác nhìn luôn vào cái cành cây quất này. Các bác muốn cắt nó ngọt và nhẹ hơn nhé. Thì đây là cái cách các bác cắt này. Các bác hãy đưa sâu vào. Càng sâu bên trong kéo như thế này này. Đấy, bên trong lưỡi kéo như thế này. Các bác cắt càng dễ và càng ngọt nhé các bác nhé. Đấy. Thì đây là mẫu kéo 4 mét. Bây giờ thì em sẽ test thử luôn cho các bác này. Đây cây kéo 4 mét này. Đây là cây kéo 4 mét này. Vẫn còn nguyên bản này các bác này. Thì khi mà em gửi về, cái kéo này nó sẽ trong chế độ khóa chốt như này nhé. Đầu tiên là các bác hãy phải bóp thật chặt cái tay cầm và các bác mở chốt ra giúp em. Đấy. Và đây là một cây kéo mới đây. Cho các bác xem thêm này. Có lò xo trợ lực nhá. Khi mà các bác cắt nó sẽ rất là nhẹ. Đấy. Bây giờ thì các bác hãy tăng chiều dài lên giúp em này. Tăng thì đầu tiên các bác tăng từng lóng một nhá. Vì nó là hai chốt, ba đoạn nối với nhau. Nên là sẽ sử dụng khó hơn cái loại mà có hai đoạn, một chốt nối lại với nhau. Đấy, đầu tiên các bác hãy kéo cái chốt đầu tiên lên để ở chế độ hở như thế này. Các bạn nhìn vào. Các bác nhìn thấy này. Cái này là cái lỗ tròn này các bác phải để hở nhé.
Sau đó thì đến chốt thứ hai các bác bấm vào đây, các bác kéo lên. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Nếu như các bác không mở chốt ở dưới phần tay bóp lúc đầu thì các bác sẽ không kéo được cái phần này lên. Và khi mà các bác kéo cái phần đầu này lên mà các bác lại cho nó ăn khớp luôn vào như này thì các bác cũng sẽ không kéo được cái chốt thứ hai này lên nhé các bác nhé. Nên là các bác phải lưu ý giúp em này. Giờ sẽ tăng chiều dài lên. Rồi, ok. Mới đủ chiều cao chứ. Tăng hết 4 mét luôn nhé các bác nhé. Để cho các bác xem luôn. Rồi, ok. Trái xoài nha các bác nhé, cả một chùm luôn ạ. Tí nữa thì sẽ cho các bác xem cái đường kính mà có thể cắt được ạ. À, một chùm. Tiếp tục nào. Với sự trợ giúp của cây kéo này thì các bác thấy đấy ạ, các bác cắt những cái cành cây hoặc là hái quả trên cao rất là dễ dàng mà không cần phải trèo leo. Đấy, rất là nguy hiểm khi mà các bác trèo cành cây rồi với những cái hoa quả mà nó không có thế để đứng như thế này. Đúng không các bác? Thì ở đây đang cắt thử cây kéo 4 mét các bác nhé. Không bị dập hoa quả này. Đấy. Và đây là cái phần lưỡi kéo mà em đang sử dụng nhé. Các bác nhìn thấy đấy ạ. Cây kéo 4 mét đến từ Đài Loan. Thương hiệu của nó là Hồng Gen các bác nhé. Đám trộm này còn tích còi. Có gì thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em qua cái đầu số điện thoại 0376 253 516. Bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác tại thời điểm các bác muốn mua hàng nhé. Còn giá cả nó có thể lên hoặc xuống các bác ạ. Nó không cố định. Đấy, nhấn mạnh các bác một điều như vậy. Ví dụ cây 4 mét này hiện tại bên em đang bán 850 ngàn, cây 5 mét là 950 và cây 3 mét sẽ là 750 ngàn. Thì rất là mong các bác hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi nhận những cái thông báo mới nhất từ bên em khi mà bên em đăng tải lên. Các bác hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh, ấn hai lần quả chuông để khi mà em làm những video như thế này, thông báo mới nhất về giá và test thử về những sản phẩm mới, các bác sẽ nhận được những thông báo ngay lập tức nhé. Đấy, và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip sau.